Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc về góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phường Đông Thọ ra quân xử lý vi phạm trật tự công cộng. Thanh Hóa đón gần 1 triệu lượt khách du lịch trong tháng 2 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc theo chuyên đề đóng góp ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cử tri huyện Ngọc Lặc cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo khoa học, đồng bộ, chất lượng, khả thi, hiệu quả, cử tri huyện Ngọc Lặc đề xuất bổ sung quy định cụ thể về xác định diện tích đất ở đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, tại khoản 5 điều 139 của dự thảo luật, xem xét điều chỉnh lại quy định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại khoản 3 điều 150 của dự thảo luật. Xem xét bổ sung quy định cụ thể về định mức thỏa thuận tối đa đối với việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất tại điều 128 của dự thảo luật. Cử tri cũng đề nghị sửa đổi nội dung đoạn thứ 2 của khoản 4 điều 224, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cử tri huyện Ngọc Lặc cho rằng nên bỏ quy định về đối tượng là hộ gia đình sử dụng đất. Quy định tại điều 4 của dự thảo luật chưa phù hợp với nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Quy định tại khoản 3, điều 156, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Sau đó đề nghị điều chỉnh lại quy định để có sự thống nhất giữa hai luật. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, điều 225, cử tri đề nghị nêu rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc cung cấp hồ sơ có liên quan, nhất là các vụ việc tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri tại hội nghị, đại biểu Quốc hội chuyên trách Cầm Thị Mẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của luật đất đai đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cử tri đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo luật để phản ánh với ban soạn thảo và đóng góp ý kiến với Quốc hội tại kỳ họp tới. Chiều 22 tháng 2, theo giờ địa phương, đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên đường trở về nước, kết thúc chuyến công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Xuân Hải nhấn mạnh, việc Quân đội Nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua là biểu tượng góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời khắc phục nhiều khó khăn, không quản hiểm nguy, tích cực giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, được người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ quốc tế khác tin tưởng đánh giá cao. Trong thời gian triển khai từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 2 tới tỉnh Hà Tây, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Sau đó, đoàn đã bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị hạng nặng đào bới và đưa được 28 thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, đoàn phối hợp với đội cứu hộ của Bahrain và Mexico tổ chức tìm kiếm xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng do động đất và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Đội quân y đã khám, sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tai nạn trong khi tác nghiệp. Mặt khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn với 9 đội cứu hộ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Pakistan. Theo kế hoạch, đoàn bay từ tỉnh Hà Tây đến thành phố Istanbul, sau đó bay về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào chiều nay. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia Bộ Y tế vừa cho biết, Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn, trong đó 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng. Ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Bộ Y tế cho hay, thời gian qua, Bộ Y tế đã tiến hành đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn.
Trong đó đã đàm phán thành công 61 thuốc, 4 thuốc thiếu điều kiện, hồ sơ, số đăng ký, đàm phán không thành công 1 thuốc. Ước tính giá của tổng 61 thuốc này giảm được khoảng 14,8%, tương đương với tổng gói thầu giảm được khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Mới nhất trong ngày 22 tháng 2, Hội đồng đàm phán giá thuốc Bộ Y tế đã đàm phán thành công 3 thuốc còn lại trong số 69 thuốc biệt dược gấp 10 thầu. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành đàm phán giá khoảng 100 thuốc khác. Theo báo cáo của các sở y tế và nhà thầu, thuốc đấu thầu tập trung cung ứng đáp ứng 97%. Danh mục đàm phán giá chia thành các nhóm gồm biệt dược gốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch, biệt dược gốc tác dụng trên đường hô hấp, biệt dược gốc tác dụng đối với máu. Đây là những thuốc có nhu cầu lớn tại các cơ sở y tế công lập và có giá trị sử dụng trên 100 tỷ đồng trên một năm. Nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức ra quân kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đợt ra quân này, Ủy ban Nhân dân phường Đông Thọ đã thành lập tổ kiểm tra xử lý gắn với công tác tuyên truyền, bao gồm lực lượng công an, quy tắc đô thị, cán bộ tư pháp, văn hóa, y tế, địa chính xây dựng, các hội đoàn thể chính trị xã hội tham gia. Ngoài tuyên truyền vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự, an ninh trật tự, đô thị, vệ sinh môi trường, tổ kiểm tra đã kiên quyết xử lý dứt điểm các khu vực xảy ra vi phạm kéo dài, tình trạng chợ tạm, chợ cóc như khu vực cổng chợ Đông Thọ, khu vực chợ cóc phố Nam trước đây. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng hoặc làm nơi trông giữ xe đạp, xe máy, hành vi cơi nới, lấn chiếm đất công để dựng lều quán, bán bình, mái che trái quy định, treo phông bạt, ô dù che chắn hàng hóa làm mất mỹ quan đô thị, đặt biển quảng cáo trên vỉa hè dưới lòng đường. Từ đầu đợt ra quân đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Đông Thọ đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 50 trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần, buông lời thách thức, lăng mạ lực lượng chức năng trong khi thi hành nhiệm vụ. Được biết, đây là hoạt động thường xuyên của phường Đông Thọ nhằm nỗ lực xây dựng thành phố văn minh, công dân thân thiện. Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong tháng 2 năm 2023, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được khoảng 960.000 lượt khách du lịch, tăng 2,1%. Tổng thu du lịch ước đạt gần 830 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thị trường khách chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, khách nội tỉnh và các đoàn khách lớn đến từ thị trường phía Nam. Các địa phương có kết nối đường bay đến Thanh Hóa. Với 960.000 lượt khách đến Thanh Hóa trong tháng 2, đã góp phần nâng tổng số lượt khách trong 2 tháng đầu năm đạt trên 1,4 triệu, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Với những tín hiệu tích cực này, dự kiến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn khách du lịch nội địa. Thời gian tới, bên cạnh duy trì tốt điểm đến du lịch an toàn hấp dẫn, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và đa dạng hóa thị trường khách, đồng thời sẵn sàng tổ chức thành công các kế hoạch hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Những ngày vừa qua, tuyến cáp SMW3 gặp sự cố, như vậy cả năm tuyến cáp quang biển kết nối Internet đi quốc tế của Việt Nam đều gặp lỗi. Đây là sự cố lớn nhất mà các nhà mạng Việt Nam phải ứng cứu từ trước đến nay, khi 5 trên 5 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đều gặp sự cố, gây ảnh hưởng tới chất lượng Internet của người dùng. Tuy nhiên, các nhà mạng cho biết sự cố mới xảy ra với tuyến cáp thứ 5 không gây ảnh hưởng nhiều đến Internet tại Việt Nam do đây là tuyến cáp cũ, ít được khai thác, đồng thời đã có phương án ứng cứu bổ sung dung lượng từ trước đó. Trong số các tuyến cáp quang biển đang gặp sự cố, có một tuyến mất toàn bộ dung lượng, các tuyến khác chỉ còn hoạt động một phần. Dự kiến cuối tháng 3 tới giữa tháng 4, các sự cố trên được khắc phục hoàn toàn. Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet triển khai đồng thời nhiều giải pháp khắc phục sự cố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.